Liên quan tới vụ 5 người Việt tử vong tại Jordan, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nghiệm Jordan cho biết đang đẩy nhanh việc cấp thị thực cho đại diện công ty Việt Nam sang Jordan làm các thủ tục hậu sự cho 5 người thiệt mạng và hỗ trợ 7 người bị thương. Ông Trần Minh Khôi, bí thư thứ nhất phụ trách bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, kiêm nhiệm Jordani, cho biết rằng sứ quán đã trò chuyện trực tiếp, hỏi thăm và động viên 7 thuyền viên Việt Nam bị thương. Ông Binh Khôi cho biết thêm sức khỏe của những người này đang dần hồi phục và hiện đã xuất viện. Đối với 5 thuyền viên Việt Nam tử vong, Đại sứ quán đang hỗ trợ các thủ tục giấy tờ phối hợp với Jordani để đẩy nhanh việc cấp thị thực cho đại diện công ty Việt Nam sang Jordani làm thủ tục hậu sự và hỗ trợ những người bị thương. Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Jordani và hỗ trợ tối đa cho đại diện công ty lao động Việt Nam để xử lý vụ việc và triển khai các hoạt động bảo hộ công dân. Vụ nổ khí độc xảy ra ngày 27 tháng 6 tại cảng Aquaba của Jordani khi cần cẩu đang bốc xếp các bồn chứa khí độc chlorine lên tàu hàng. Một bồn chứa nặng hơn 20 tấn bị rơi từ cần cẩu và vỡ, vỡ, khiến khí độc chlorine màu vàng phát ra xung quanh làm ít nhất 13 người thiệt mạng, 250 người bị thương. Trong cuộc họp nội các ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Jordani Bish Hussone đã yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc cũng theo Kersene, tất cả các nỗ lực giải quyết sự cố đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo và giám sát của quốc vương Abdullah đệ nhị và thái tử Al Hussein bin Abdullah đệ nhị. nhà lãnh đạo Jordani gửi lời chia buồn đến các nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương chóng hồi phục. và dẫu biết rằng công việc nơi xứ người phải mưu sinh và đánh đổi, nhưng không ai biết rằng họ phải đánh đổi cả tính mạng của mình. một sự cố đáng tiếc đã không may xảy ra. chúng tôi xin chia buồn với gia đình năm nạn nhân và hy vọng rằng sẽ không có vụ đau buồn nào tiếp diễn.